Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ở lễ số 13 Đô Văn Nam, đơn vị Cát Quế, Cố Đỏ gặp Đô Như Duy, câu lạc bộ Văn Hồng Nga, Cố Xanh, 12 đô và nhà giới nghe trọng tài chính xe này. Đấu hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu.